chào cả nhà. Bây giờ cũng là 3 giờ mấy rồi, cũng xế rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị lo bữa cơm chiều. Hôm nay thì mình cũng làm món cơm chiều rất là đơn giản. Đó là mình sẽ rán miếng đậu hũ, sau đó tẩm hành và luộc rau muống rồi chấm chao thôi. Giờ mình sắc hành trước nha. Sau khi sắc hành thì mình cũng đã đặt nồi nước sôi để mình luộc rau muống. Món đậu hũ tẩm hành là món ngon của người miền Bắc, không thể thiếu trong bữa cơm gia đình. Mình được ăn món này từ khi còn nhỏ, mẹ mình nấu cho mình ăn, và đến khi bây giờ mình nấu lại cho hai đứa con của mình ăn, các cháu rất là thích món này. Nước đã sôi, bây giờ mình chuẩn bị luộc rau nha. Bếp của tôi sẽ cho một thìa dầu vào đây để cho hành nó chín. Cho nước mắm. Một ít nước lọc. Giờ mình sẽ pha chao nha. Đây là mình có mấy viên chao đây. Cho tỏi ớt vào. Đường. Ở nhà mẹ mình trồng tắc nhiều quá nên mình hôm nay mình sẽ xài quả tắc. Quả tắc nhà mẹ mình trồng nè, rất là to, đánh đều lên. Thơm quá. Mình rất là thích ăn chao. Nhiều khi chiên đậu hũ giòn lên mình chấm với chao mình ăn không cũng ngon. Xin mời cả nhà.
một bữa cơm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Gian bếp và tôi xin hẹn gặp lại và mến chúc cả nhà luôn được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Xin chào.